Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hà Nội cấm treo 30 tranh Gò Đồng chân dung văn nghệ sĩ. Ngày 4 tháng 12, BBC tiếng Việt có bài Hà Nội không cho treo 30 tranh Gò Đồng vì người trong tranh. BBC dẫn tin từ giới văn nghệ sĩ Việt Nam, theo đó cuộc triển lãm chân dung văn nghệ sĩ của nhà thơ, nhà điêu khắc Phạm Xuân Trường đã khai mạc hôm 2 tháng 12, nhưng 30 bức tranh không được chính thức trưng bày. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã cấp phép cho 154 bức, còn 30 bức khác thì bị loại khỏi triển lãm và đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội như Facebook ở Việt Nam. BBC cho biết số tranh Gò Đồng bị cấm gắn liền tên với các văn nghệ sĩ, trí thức nổi tiếng qua nhiều thế hệ như triết gia Trần Đức Thảo, học giả Phan Khôi, các nhà văn như Vũ Thư Hiên, Phạm Viết Đào, Nguyễn Quang Lập, các nhà thơ Trương Tửu, Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Hoàng Cầm, Hoàng Hưng, vân vân. Một số người chưa từng bị đàn áp trong quá khứ giống như các vị nêu trên vẫn có chân dung bị cấm như Nguyễn Duy, Dương Tường, Nguyên Ngọc, Trần Huy Quang, Ý Nhi, Tạ Duy Anh, Thái Kế Toại và nhiều người khác. Hình ảnh bài trên BBC. BBC dẫn Facebook cá nhân của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên hồi năm 2018. Một triển lãm tương tự nhỏ hơn với chân dung Gò Đồng văn nghệ sĩ cùng của tác giả Phạm Xuân Trường ở Hải Phòng đã được thành phố cho phép treo 100 bức và cấm 8 bức. Ông Phan Xuân Nguyên đặt câu hỏi rằng có sự khác nhau trong việc thẩm định tranh của Hà Nội và Hải Phòng và xác nhận rằng chân dung của ông ở cả hai cuộc triển lãm tại Hải Phòng và Hà Nội đều thuộc diện bị treo, tức là không được ra mắt công chúng. BBC dẫn bình luận của nhà văn võ sư Đoàn Bảo Châu như sau. Các tác phẩm đều rất đẹp, rất có hồn, giá trị nghệ thuật cao, thể hiện tay nghề điêu luyện và tấm lòng yêu quý những người được thể hiện. Vậy chỉ có thể là những cái tên đã khiến cho những tác phẩm này không được trưng bày. Trong ấy có cả triết gia Trần Đức Thảo, được giải thưởng Hồ Chí Minh, nhà văn Nguyên Ngọc, cũng là nhà văn nhà thơ, được những giải thưởng nhà nước như Hoàng Cầm, Lê Đạt, Trần Dần, Nguyễn Duy, Hoàng Quốc Hải. Vậy các chuyên gia văn hóa, các quan chức nắm về văn hóa đất nước lấy lý do gì để cấm những tác phẩm chân dung ấy? BBC cho hay, đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội hay các đô thị ở Việt Nam có quyết định nửa vời về các sự kiện văn hóa đại chúng gắn liền với lịch sử cận đại. Hình ảnh một số chân dung văn nghệ sĩ bị cấm. Hồi năm 2014, một triển lãm về cải cách ruộng đất đã được cho khai mạc vào ngày 11 tháng 9, rồi đột nhiên bị đóng. Theo sử gia Dương Trung Quốc phát biểu lúc đó, triển lãm được thực hiện trong bối cảnh chưa có một tổng kết chính thức về cải cách ruộng đất, nên đương nhiên sẽ có những hạn chế lớn, bất chấp nỗ lực của những người làm công tác bảo tàng. BBC liệt kê một số vụ việc cho diễn, rồi lại tìm lý do kỹ thuật loanh quanh để ngừng buổi diễn, chẳng hạn như hồi tháng 9 năm 2022, Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên đồng loạt tạm hoãn show diễn của ca sĩ Khánh Ly, dù đã cho phép bà về Việt Nam thực hiện chuyến công diễn. Hồi tháng 7 năm 2021, phim Vị được trao giải thưởng ở Đài Bắc và Berlin đã nhận quyết định cấm chiếu từ Cục Điện ảnh Việt Nam. Cùng lúc, BBC cho hay, ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nắm được vấn đề rằng quản lý kiểm soát văn hóa phẩm ở thời đại công nghệ kỹ thuật số và mạng xã hội không thể áp dụng theo kiểu cũ. BBC cho biết thêm, dư luận ở Việt Nam có ý kiến cho rằng việc cấm đoán sẽ chỉ có hiệu ứng ngược, gián tiếp quảng cáo cho những tác phẩm, hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Mà nếu cứ để diễn ra bình thường thì công chúng sẽ biết đánh giá có thật là hay hay không. Tác phẩm hay sẽ có sức sống với thời gian, còn tác phẩm dở thì sẽ bị đào thải theo quan điểm của luồng dư luận này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Hà Nội cấm treo 30 tranh Gò Đồng chân dung văn nghệ sĩ. Nông sản Việt Nam vẫn tồn dư hóa chất cao, ớt và sầu riêng bị Nhật tiêu hủy. Ngày 3 tháng 12, AFA tiếng Việt loan tin, Nhật Bản tiêu hủy hơn 5 tấn sầu riêng, ớt Việt Nam vì tồn dư hóa chất. Theo đó, 2 lô sầu riêng, ớt đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam bị cơ quan kiểm dịch Nhật Bản phát hiện tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật, buộc phải tiêu hủy. AFA cho biết, truyền thông loan tin trong ngày 3 tháng 12 dẫn xác nhận của bà Lê Thị Kiều Anh, giám đốc công ty Japan Apple LLC có văn phòng tại Tokyo, Nhật Bản,
cho rằng hai lô hàng trên thuộc công ty của bà. Với sự việc trên, doanh nghiệp của bà đã bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Hình ảnh bản tin trên AFA ngày 3 tháng 12. Cụ thể, phía Nhật Bản phát hiện lô hàng sầu riêng khoảng 1,4 tấn được nhập khẩu vào nước này từ ngày 5 tháng 10 với giá là 132.000 đồng một ký. Khi hàng đến Nhật Bản, cơ quan kiểm dịch nước này đã lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện tồn dư hoạt chất Brosimidon với hàm lượng 0,03 ppm, trong khi tiêu chuẩn cho phép của Nhật Bản là 0,01 ppm. Đây là hoạt chất có trong thuốc trừ sâu có tác dụng diệt nấm mốc. Phía cơ quan kiểm dịch Nhật Bản cũng lấy mẫu xét nghiệm với lô hàng hơn 4 tấn ớt, kết quả phát hiện hai hoạt chất tồn dư vượt ngưỡng cho phép, gồm Trisilazon 0,2 ppm và Hexaconazon 0,03 ppm, trong khi tiêu chuẩn cho phép là 0,01 ppm. AFA dẫn lời bà Oanh cho biết cả hai lô hàng đều bị cơ quan kiểm dịch Nhật Bản yêu cầu tiêu hủy. Riêng lô sầu riêng, doanh nghiệp thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Còn với lô hàng ớt, nếu không nhập khẩu bù thì khả năng cao sẽ còn bị phạt theo hợp đồng. Hình ảnh ớt Việt Nam khá được các nước Đông Á ưa chuộng. AFA cũng dẫn lời ông Tạ Đức Minh, tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, cho rằng Nhật Bản là thị trường có tiêu chuẩn rất cao đối với các loại hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là trái cây. Khi đã thâm nhập được vào thị trường này thì xuất khẩu sẽ ổn định và lâu dài, nhưng các doanh nghiệp phải đảm bảo được chất lượng sản phẩm, giá bán và sản lượng cung ứng. AFA dẫn số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan trong 10 tháng qua, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của nông lâm thủy sản Việt Nam, chiếm 7,4% tổng giá trị xuất khẩu. Trong đó, nhiều ngành hàng đạt giá trị cao như gỗ 1,39 tỷ USD, thủy sản 1,25 tỷ USD, cà phê 252,5 triệu USD, hạt điều 49,02 triệu USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với rau quả, giá trị xuất khẩu sang Nhật Bản 10 tháng đạt 150,56 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sầu riêng là loại trái cây hút khách ở Nhật Bản trong 2 tháng cuối năm. Các doanh nghiệp đang nhập khẩu sầu riêng tươi từ Việt Nam với giá tại cảng lên tới 160.000 đồng một ký. Hình ảnh bản tin trên AFA ngày 29 tháng 6. Trước đó, vào tháng 6 năm 2023, AFA cho hay Hàn Quốc thu hồi sản phẩm ớt Việt Nam do dư lượng thuốc trừ sâu vượt chuẩn. Theo đó, Văn phòng Thông báo và Điểm Hồi đáp Quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch Động thực vật Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho truyền thông hay tin trong ngày 29 tháng 6 nêu rõ lô hàng bị Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc thu hồi là của công ty Long Thành sản xuất, có mức dư lượng Trisilazon, hoạt chất trừ nấm, trừ sâu trong các mẫu ớt đỏ khô dao động từ 0,02 đến 0,04 mg trên 1 kg, vượt ngưỡng cho phép của Hàn Quốc là 0,01 mg trên 1 kg. Mức dư lượng Trisilazon này cũng tương đồng với lô ớt vừa bị Nhật Bản tiêu hủy. Hồi tháng 4 năm 2023, AFA cho hay Bộ An toàn Thực phẩm Hàn Quốc còn ra thông báo ngừng bán ớt của Việt Nam khi lô hàng nhập khẩu ớt đỏ đông lạnh sấy khô của Việt Nam bị phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng tiêu chuẩn gấp 10 lần. Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam. Nhóm hàng gia vị trong đó có ớt đỏ Việt Nam được thị trường này khá ưa chuộng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.de với bản tin Nông sản Việt Nam vẫn tồn dư hóa chất cao, ớt và sầu riêng bị Nhật Bản tiêu hủy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.de để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.de